Chúc mọi người một chiều xem stream vui vẻ nhé. Mọi người kênh chúng mình xin một like follow với nhé. Cảm ơn anh em nhé, cảm ơn Ngân nhé. Ủa sao nãy ta thấy có anh em like mà ta, nhưng mà sao nó không hiện nhỉ? Thấy có mình Ngân rồi. Nhưng mà bây giờ nó còn hiện hai lần cái comment để ghi mà nó thành màu xanh dương. Mấy nay kiểu designer các thứ xong kiểu hay trồn trồn màu các thứ. Ừ đúng rồi, cái nước màu xanh xanh xong giữa đấy, đúng rồi, nó là xong giữa đấy. Thâm bản chai là màu nâu nâu nữa. Ủa, mấy nước xong gì nữa. Cà phê bạc hà chưa? Tại vì anh là một đứa bùng da yếu, dễ say cà phê. Anh muốn cà phê kiểu để hơi cũng say cà phê. Ít lắm, kể hôm nào mà khỏe khỏe thì không say. Say cà phê nhưng mà không biết say bia. À kìa, có. Cà phê rồi còn bạc hà, what the fuck. Thế chứ, đã uống cà phê sữa là cái vì là dân dã của là quốc dân rồi. Ừ, mà đã đau bụng đã. Có một số người mà uống cà phê không đi ấy là không tính tiền á. Uống cà phê không bị rượt là không tính tiền á. Ê, anh uống bạc xỉu thôi. Ừ, bạc xỉu là người ta sẽ làm kiểu cà phê là ít hơn ấy. Ít hơn bình thường ấy. Anh vẫn đi bị rượt nha. Đó, vậy anh là một trong những người đó rồi. Hiểu luôn. Anh tiêu tổ là gì vậy? Thằng Axelot rồi em, đợi em cô Gabi. Thằng Vinh gọi nó phát đầu nó không nghe, rồi phát thứ hai thì thấy mic của nó on, không thấy nó lại on 10 phút trước ạ. Biết vậy không? Rồi, hút mà em. Nó dậy để coi xong rồi nó không kêu. Còn ranh với chả làm gì. Đạt được ranh với mong muốn thôi chứ bạn làm gì nữa. Đạt được ranh em ạ. Đâu? Mình không biết điểm dừng. Nó vẫn lắc. Slot chơi bình thường các thứ. Chơi cho lên đồng á, có chắc là lên không? Có chắc là lên được đồng không? Đây để anh coi nè. Uầy. Ừ, đứa còn dính nó cũng vậy kìa. Cũng được. Uầy, thế cái DM cũng cả tiền khá khá này.
Bản tâm đánh này em chỉ cần bình tĩnh làm ăn hết à? Nói chung thì Một là bản bình tâm tĩnh, hai là đừng gặp sớm ốp. hai là đừng gặp sớm ốp và viết cấp lốc nha. Chỉ cần hai thứ đó là được. Cái mà nếu mà em biết ở mini map biết map nha, vị trí của đối thủ biết đối thủ, em có thông tin là sẽ thắng lên được tầm cao. Có nào có mấy thằng răng bà la nó cũng biết đọc map đâu. Đơn tình mấy cái thêm mấy cái đứa đọc map đâu phải là phải có tiền kịp tiền quyết đâu. Mình mini map còn mẹ thăm minh cho nó nữa mà nó đéo nghe. Cái ba đó kiểu có nhiều thứ nó đúng với số đông nhưng mà không đúng với một số người, ví dụ như là độc map, mà thứ hai là am đầu. Am đầu có hay không quan trọng. Ở đây có một nhân chứng sống tên là thời trang này. Em đầu hay không quan trọng, mình chỉ cần hô hấp vào bản thôi. Em hái là đứng yên, có đứng yên hay không cũng quan trọng. Cần gì cái gì cao tài phép, cái thứ gì không. Chúng ta có hay nhảy. Ở đây chúng ta không có cơ win, ở đây chúng ta chăm chăm mấy shot. Quẩy làm quả chăm bình tĩnh đi. Đông nhưng mà làm thương hiệu. Ê, Lucky, giờ mày làm thương hiệu đi. Thương hiệu gì người ta có Bobbing Swing nè, có Ferrari Big nè, mày làm Taki Big đi. Taki Big là nhảy ra xong rồi bắn ấy. Nhảy ra trên đất là tự xong táp mồm ấy. Nhảy ra táp mồm á. Taki Big. Em tưởng đi phim hành động. Taki Swing, Taki Jump. Đúng rồi. Taki dâm. Hay là Taki dâm. Chứ ok. anh em mình làm kèo riêng mà xong lại trả trên stream thế này. Thế là kiểu lòi ra một streamer gọi là dạp chơi để dạp chiều này. Không, em chịu nhưng mà là khi nào mày on stream chứ nhờ. Không, thì tao mới trả keo, tao cũng phải bảo mày trả keo. Ok nhá. Thôi tiền đây có ba anh em vừa này mày con à. Không được ạ. Quên cũng bao nhiêu này mày nữa thôi được vậy. Uầy, không được hết ạ. Người ta cái này quay mày là không, cái này người ta sẽ nhìn mày là người ta cái gì đâu rồi nhìn mày quậy thằng này chơi dầm chiều đấy. 29 cố gắng. Hello bạn người khác, bạn qua kia tên em chứ gì. Ây da, gì ấy, hả? Cái đồ anh à? Phải, hôm nay anh bị chân khớp là lắc cổ về đâu. Dạ. Dạ, bạn tự qua xem em nữa sau. Anh không ra đâu, anh khỏe rồi.
kiểu gì là đau tuổi già đau. Ờ em tưởng anh đau cổ. Mà đau rồi. Mình đi trong thôi. Bây giờ bạn qua lại hội chiến kênh mình nữa. Sợ lắm. Mình chỉ là người làm kênh thôi. Em chơi mẹ hả? Ok em ơi. Chúc em không gặp sớm ấp. Chúc em là may mắn và không gặp sớm ấp. Uầy, tính ra không gặp sớm ấp là may mắn đó con nhỉ. Ừ, nhưng mà nghĩ Vinh đâu nhỉ. Ôi chết mẹ, anh gọi nó mà anh tắt màn hình thoại. Hình như không có tiếng đít với lại cả tiếng nghe đó. Mình nó ngoài đầu 20 phút trước rồi. Đi làm, cái ngày đầu ngang á. Tuyệt vời. Mẹ ơi, nãy giờ. Cảm ơn bạn. Nãy vừa mở cái quả nhạc, để biết cái gì mình quên không. Ok nha, cảm ơn bạn Mít nha. Sao ai cũng có ngày đầu tiên mà. Làm em gọi em người chồng cũ anh đi. Tha tôi chạy là mẹ bé bết liền. Hello bạn Nguyễn Thằng nhé. Cái gì vậy? Được không? Ôi. Bao nhiêu? Lê. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Một cái clip bao nhiêu tiền? Cái quan trọng là bao nhiêu? Bạn này bot xịn mà, không biết cách dùng thôi. Dạ. Em không biết là người nào muốn cái tiền. Trả tiền cho một cái clip. Bây giờ không lắc một nhịp á. Em muốn có công cụ em phải đi mua chứ. Và mình là người, và tụi anh là người bán công cụ. Cái gì không mua được bằng tiền hay không mua được góp bằng rất nhiều tiền hả? Dạ. Tiền thằng thể con to hơn dòng ai nhá. Từ từ. Ơi này. Rồi đó, hết rồi đó. Trả lại tiền đó. Ủa, em là chủ kênh mà sao em đòi tiền bên anh vậy? Em chưa trả tiền cho anh là máy. Buổi chiều vui vẻ mọi người nhé. Em đâu có. Có. Có gà. Em có từ nguyên mà. Anh chưa cho. Không. Đây là kênh của em mà. Đâu phải kênh của anh đâu. Đến cái điện thoại của em mà. Anh chỉ là người làm thuê thôi. Anh chỉ là người làm công ăn lương thôi. Không biết gì hết. Quay lại cái câu chuyện 4 người chơi 1 người thì 1 phút của 4 người là 4 phút rồi. Giờ sẽ bài rớt nha. Điện thoại của em mà em không được xem hình là sao? Ủa? Xem hình còn hỏi bị sao là hỏi là sao lại xem là sao? Hình gì à? Bài rớt đi. Điện thoại của em mà em không được xem hình. Xem hình còn bị hỏi là sao lại xem. Stream nó nhảy cái gì. Vẫn nhảy thế ạ. Sao có clip. Ê, cái clip để anh ra gửi cho anh Bi đó. Anh em quay được bác. Sao đéo hát nữa thì ứa. Match found. Quên bật nhạc game. Ok. Già rồi, có con rồi mẹ. Vẫn tìm cách vùi dập thằng em được. Thế cay bái đai chẳng nhẽ. Chẳng nhẽ sau này gặp con rồi không kêu mày con đừng nghe ba con. Ba con điểm lắm.
Gửi hẳn clip ngủ gật nữa. Thì ơ ba ba đại gì đó vừa, vừa chọn vô Reyna cái nó ao bà mê rén à. Tập nhạc nha. Sợ anh em mình, sợ anh em bà. Match found. Cho mới tính bức phí nick á. Còn cờ cờ gạch rau bị bệnh nữa. Vô hả? Ủa? Vào thì bài rớt mà. Mày nghe dòng B dữ rồi. Ui thêm gọi là Demon một bắn này này. Dữ vậy. Hồi xưa anh cầm tay Demon một anh dạy cho nhẹt mà. Để em cho viewer lại chơi game bằng miệng rồi. Hòa ánh sáng. Chơi game bằng tay đi anh ơi. Ok. Dù anh không phải khuyết tật nhưng mà anh Ki không vào trong gì là sao nhỉ? Đâu, đâu nói anh bị gì nhưng mà anh chơi game bằng miệng thôi à. Gõ gà. Ở kia anh Ki vào chửi em đi anh Ki không vào Discord vậy. Hồi xưa ấy là anh với Tên Dệt là đồng môn ở đây, xong cả sau này có thêm ông Demon One nữa thì ông Demon đừng One nữa rồi đừng nữa. Đừng như vậy. Demon One đúng đang rồi. Đang bắn hay á, đừng đừng kéo nó về con đường của anh với lại Tên Di. Ủa thì đừng về con đường streamer này, đừng đừng về streamer này, phải thả không phải thả điều giống nhờ của anh. Điều giống nhau của anh với Tên Di là streamer ấy. Còn thằng kia là bro ấy. Đừng đừng cho nó giống nhau. Đây đéo, con bóc nào được mà thừa đào sớm hơn nông súng là nông người. Chơi với nhau bao lâu. Nếu nào vui dập con anh như thế. Em phải công nhận tay đắng chứ. Kêu 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 mấy dính vô rồi, mấy dính vô và... rồi, đừng rồi, đừng rồi, đừng rồi. Và sự khác biệt phải lờ. Em vô thì mẹ bắn mẽ đồ thương nó nhìn. Anh yêu ạ. Ôi tao tự bước đánh. Đánh luôn, sợ à. Ơ kìa. Kìa, để em thái đất cung đó. Mình biết đềm dưng em mà. Thật chứ. Răng anh em cao nhất mà anh em mới sợ chứ. Ráng. Ráng. Chơi mà sợ. Xúa đúng không đấy? Đúng, chơi mà sợ tục ranh. Chơi với mấy thằng em, không tin tưởng mấy thằng em sợ tục ranh. Ờ, đúng, 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 không tin tưởng đấy. Mà đòi đường vấn đề đấy. Không cắt được mấy thằng em. Nồng người. Nồng người đúng rồi. Nồng người mà, nồng người mà. Nghe rap không nghe được chữ gì á. Thề nhá, vào rap đã nuốt chữ rồi không nói nhưng mà nó thu qua cái mic của điện thoại nữa thì em đòi hỏi gì. Ủa anh Nguyên ạ, hôm qua cái mic này to quá đi cho nó thu được hết rồi. Hả? Hôm qua em xem một cái livestream của một người ấy xong người ta bật cái lọc âm cho một cái bài nhạc đó. Bật lọc âm của OBS. Anh đào phát không? Đào phát. Tức là cái bài hát đó nó cứ chữ có chữ không ấy. Ừ. Thì lọc của OBS mà nó đâu có mà đâu có trí thông minh nhân tạo đâu. Đâu phải như Discord. OBS có lọc à rồi ok nhỉ. Có anh, ok. Không không, anh đang xài, anh đang xài luôn. Ừ. Cho anh lạ lắm. Hiểu luôn ấy. Hiểu nói gì luôn ấy. Đó hỏi bên điện thoại xin anh. Bây giờ em mua cái Vertu mà tỷ mấy đi anh. À, không, còn Vertu thì quay ra làm gì nhỉ? Xin chưa? Em mua cái điện thoại xin nhất hiện tại đi. Cái cho là cái iPhone mới nhất của Apple đi. Kiểu đéo gì vào vào thu về đọc cái phim ấy. Vì ấy vì không ra chữ à? À cái gì à? Bác đã định mua hãng Vertu về cái phim. Ôi. Nghe coi phim gì đấy. Lên chờ thôi chứ kiểu. Bây giờ cái điện thoại Vertu nào mà quay đẹp đẹp mọi người nhỉ? Rồi, recommend cho em cái. Chuyển để mà chơi luôn. Gì này, mày có anh hát tao mà tụi anh gì mình quên đấy nhá. Ờ, nhưng mà em Taki chơi gì đây? Em Taki chơi Sagia. The heck? Công tướng bằng dinh, à,
Mình đã có đùa lớt rồi, còn có cả Sage nữa. Em chọn vô Sage xong em táp ra ngoài, em cũng biết mình bị bích cái gì. Thế mà đòi nào tin tức. Em có đòi đâu, ai đòi đâu. Nó cũng ôm kêu, ừ sao ai không tin tưởng mọi người à. Bà ai đòi đâu. Hay. Thì đó, bà hát hay mày sờ. Cũng mưa ngon nha. H2 mày sờ bản quyền đó. Sao giọng dính giống trong cái lưu vậy? Người trong lưu. Người trong lưu. Đợi anh ta kỳ lại nãy giờ. Gì vậy? Ngon. Hết ngon. Ai vậy? Em xịt. Nè, hơi sợ rồi đó. À, phải nguyệt thật đấy. Ủa sao lại đợi em? Đợi anh Taki. À, nghe đợi, tưởng đâu đợi em Taki. Nó ngắm chỉ. Tao không tin tưởng với em. Tai cũng có vấn đề. Thì tao không tin tưởng như lời mày nói đó. Nè, không tin tưởng hay là tao điếc. Nó luôn đi. Cả hai. Hỏi lại chứ. Trời. Ừ, em cũng bắn con khi nhất 60 rồi. Ừ, để em binh cho. Em đưa cái góc. Em đưa cái góc này rồi nó đứng đây sao anh bắn. Đây từ từ không phải góc này. Đây đứng đây nè. Đây bắn. Để đứng đây. Đứng ngay đây. Đứng ngay đây. Từ từ, má không binh lại được. Ngay đây. Đưa từ từ đây ngay đây nè. Ờ, đó rồi sao bắn. Thằng đó đứng ngay đây xem vậy. Ừ. Anh phải nhìn vị trí của em chứ. Không. Nói luôn, tao nhìn địch thì còn phải nhìn vị trí của nó nữa. Chuyển khoản cho. Má, tao bảnh con sofa yếu lắm rồi. Được luôn. Bây giờ. Bao em mày quá không? Ờ nó đục. Trời ơi. Tóc bay luôn mà. Má làm spam được con Omen nữa má. Tự nhiên thời gian khoảng thời gian này mày bắn Phantom vào tay vậy đấy. Để hiểu sao. Cái này lấy thêm bài nào là quay về chủ nghĩa. Nó hai đã mua. Ôi. Đặt quả smoke lên cao khỏi chiều, ăn hở chân. He says they're bullets too.
Tại Hero Phantom mà không làm gì hết. Hai thằng bài bố luôn chứ. Em chút bị bắn. Rớt được series này anh ơi. Ơ chết mẹ, anh bấm nhầm vứt rồi. Rồi hết chịu. Hết chịu, hết cứu. Hết cứu. Ê, sao tự... Ủa, sao tự nhiên bật cái chat lên vậy? Ok, từ từ đó. Dính cái macro ạ. Tự nhiên đang bắn nó bật cái chat lên ạ. Mày nó nè nhanh thế nhở? Ừ. Nào mình một mày ơi. Ba viên. Nhai. Lụm bên đầu hả? Lụm bên đầu của nó. Ôi. Có Omen cầm gì vậy? Omen cầm bên đầu mà dính. Sao dính suy nghĩ gì vậy? Sao mày lại mày đi lụm cây bulldog vậy? Ngay mà do nó biết chơi tình thôi mẹ. Tự nhiên lượm kêu bên nốt là làm em phải đau đầu heo ạ. Đây kia. Ơi. Ê, mày cầm đấy á. Tụi mình bay là bay không? Ngay đó kia bay chi vậy? Bay rồi. Ý hà ra nãy mày bay cái gì vậy? Bay bay đó. À, nó đắng của mày. Ôi. Giờ vậy. Ơ kìa. Má đạn sao. Spike planted. Last player standing. Nó đang dính theo cái thằng túi vậy. Kia. Echo à? Echo gì? Echo 2000 á, em làm gì đó làm. Bài đi, bài đi, bài đi. Bài đi, còn gì để mất đâu. Bài luôn. Nói bài, bài luôn. Bài hay là bài? Bài bài. Mở bản đồ đi. Bài bài. Trái phải cho dính. Ok. Không thấy đường nữa, tường. Không thấy đường đấy, tường nó phụ em rồi. Chết mẹ đây cái tường. Trời ơi, ném đầu em luôn rồi. Hai bạn ơi. Về này. Cần thằng ad nhá, có anti không? Úi, bá liền. Cái lồn mẹ gì đó. Vội thế. Giật đẹp giao áp luôn. Nói mọi người vào á, em đang móc. Spam bừa cả hết mồm con cái ghê quá. Ôi cô mọi người.
cô đi, cô đi. Hơi lưu bút đẹp á, nó không có cháp. Em đang nấu cơm rồi. Không cảm gì. Ok bạn, đợi cái nấu cơm thì mày đi nấu cơm gì vậy? Tại cứt. Ờ. Đó là team yêu đi nấu cơm, cũng hơi lạ. Đã nhỉ. Người ta kia đã có chơi gì đấy. Má nó hù eo. Nó là quen tí. Ủa. Ôi à, blue. Để ông ấy nó. Nó bắn được mình. Còn nó kê trước rồi xong nó dẹt á. Chịu. Ủa ta cái mít kìa. Ơ không mình. Ủa sao. Thử ra. Tao bị ăn mù tao bị. Spike planted. Giết tờ kỳ ba hàng luôn anh ạ. Cổ ơi, đi ngờ kìa. À, anh tưởng nó giật bằng off, tưởng nó bắn văn đồ ạ. Có đi mà ha. Dì ác. Tao nhầm. Cái gì? Sao tôi coi live mà không lấy được? À, cái kẹt đấy hôm qua là... là kênh Valorant Việt Nam bật nhầm ấy. Thì cái bài đó là tôi đang hôm qua rồi mà. Hôm nay là người ta bật lại là cái danh hiệu chưa? Bình thường rồi. Nên là cái danh hiệu này nè. Mấy đi làm gì chưa? Còn không muốn lấy cái thẻ này thì đợi tới 20-25. À nè, nó đánh. Mẹ nó chạy bắn kìa. Sao bạn chết em luôn. Ê, là do FPS mình thấp hay là do nó chạy bắn nhở? Đúng mắt cứ chạy bắn là cứ ăn mồm thôi. Ủa rồi với bên kia rồi. Ơ ơ sao vậy mà tính. Ơ sao đặt tâm vậy tính là chúng người. Ơ, em không thấy được cái người của Phoenix luôn á. Thôi, bỏ đi chơi. Nhưng mà nó tính là con Phoenix bắn được hai đầu em kìa. Ngon. Tên này để bê á. Có viewer. What the heck. Có viewer rùa. Rõ ràng là mình chỉ thấy được cái đúng cái đầu nó tính đam vô người. Nó thì thấy được đầu mình. Chịu. Anh kia ấy. Em có hồi sinh. Tự tin anh rồi. Ô xong mình đem mẹ. Mình đem mít hết rồi. Có mít mọi người ơi. Đây nè. Nó đang đi về rồi. Có bắn về kia ra. Hai bạn kia Trời ơi. Ủa xong dừng cái dây đã. Em gỡ quá. Thể thương xong đàn rạc vào mồm mà. Chịu. Để biết làm gì hơn. Quả đấy nó bắn cái recon em bắn phá vẽ luôn đi. Nó đâu thể cho em nó spam đâu đúng không? À đó, à đây à. Mày về đặt đồ nó đi ơi. Từ cái tường. Để mít anh nhé. Má, nó bắn kiểu lon nhưng cũng rất là mồm. Có gì lìn. Thử tới kia. Chấm tư rồi.
Thêm hai ulti. Gì vậy ta? Top spam cap đi cũng quá. Đó là view ấy. Chân spam đấy. Bữa nay phải chạy bắn không đấy. Cái gì vậy? Mà. Em chỉ toàn thấy cái smoke thôi để thấy nó luôn. Ủa mình trong hòn nè. Ủa sao nó vào đây vậy? Nó vô hòn, nó dí người ta kì luôn vậy anh. Cảm ơn Tuấn Tài. Đúng hai cái tương cần đó bạn ơi. Cũng to lên là được rồi, cái màn hình nó hơi mờ. Có hai tương nha. Đi tay lên. Ê, cái ui da chứ. Ủa thằng đó trong, ủa thằng đó hồi máu chưa đấy. Trên ba rồi. Last round before the switch. So no, treat yourself to something nice when you still can. Đéo nghe tele luôn á. Ai liền được đây, đéo nghe tele chỗ này. Spam là spam này, cả kiểu như cắp lốc hay là kỳ từ đặc biệt ấy là nó cũng ban, chứ không phải là spam mình chắc nhiều nó pin mình mới ban. Mình ban, hiểu không? Hôm bữa bạn Nguyễn Khang mới đi nè, sao em mới sửa xong. Bạn sửa luôn. Get out of my way. Ủa? Bẻ tường rồi, bẻ tường rồi. Chưa bẻ. Dạ, bẻ rồi. Tươi chỗ này, bắn đi chỗ này. Đó là chi nữa? Lại chơi game không nhìn cái ấy à. Không nhìn hấp à. Ủa? Nó spam con dẹt lúc nào mà 132 mẫu rồi ta? Nani? Nó đứng với con Phonix mà. À, hai thằng đứng chỗ ạ. Bom. Đưa tèo bom. Kìa bạn người Hàn bút vé sang Lionel rồi. Để bên này đắp đắp. Kìa đuổi dưới em. Rồi đâu, bảo vẽ đắp tới chứ đâu phải là đừng có qua đỗ kìa. Mày sao ấy. Ôi. Toàn qua thì chú ý gì đâu. Đó gần, được được. Ê, quay. Phải chút rồi. Ôi đinh con Sova. Bắn Phoenix nhưng mà đinh đầu Sova. Sova nó bắn em à. Rồi đang điên vào đây. Bắn móc em ơi, cái là móc em ơi. Cho nó qua, ừ.
Quá dính chơi quả tâm mẹ siêu nhỏ luôn. Em nhìn cái game này đang chơi 21. Bye mọi người. Tôi già rồi. Full buy đi, để full buy bản tâm gần đi. Để mid vào, để mid vào B và A đi. Đừng đi đâu, đi đi. Đầu xa, đầu thua tay mà, đầu xa làm gì? Bản tâm gần đi. Bản tâm gần chạy bản đôi khi còn hơn. Không, cái đó là hô súng với hô tay. Cái này, cái hàng đi cả thế giới à. Đừng chạy. Này chuẩn bị vô theo chơi thật rồi. Vô. Không thấy gì. Trời ơi. Trời ơi. Cứ thấy nó là tự nhiên mắt nó mờ. Má anh bắn nó có ngay trời rồi sao mày không bắn được à? Hai hàng chung luôn anh ơi. Hai hàng liền luôn. Thì mày ra trước mày đâu bắn được nó đâu. Mày bắn trước rồi. Ê. Match point. Regrets are really chắc lắm. Mà. Let's go, ra cưới. Ra cưới. Đi sớm về sớm. Còn trẻ bắn thuộc cái đấy. Em đã đăng ký và like cho anh em rồi. Wow, tuyệt vời luôn bạn ơi. Cảm ơn anh em. Sao không thể subscribe ta? Nó chặn từ à? Để luôn. Phá từ em, phá từ. Có bom đây tao kia. Trời ơi. Lại quyết được bom rồi. Anh Nguyên ơi, bom kìa. Đúng rồi, tao vô tao đặt không được à. Nghe mà. Đúng vậy. Nó nhiều tụi quá. Hai tụi nó không mua câu đi, sợ thế. Ờ, đi đây cho nghe được rồi. Đi đây thật vậy. Ê, mắc. Hai kìa. Ôi, tụi quá, sao nó vô đây được vậy? Bỏ chạy chạy ô phải phải tăng người đầu anh em tăng người đầu nó luôn rồi nghe tiếng đặt chỗ như nè cực chết tạo con quỷ cho mày á ding không có rồi không có thì à quá đâu. Ok nhá, Ivan. À cần năm cái đồ học. Okay. Bây giờ ai thi đại học mà chảo cái đồ. Cố lên em. Ở đây, ở đây. Dinh chút giận em đi. Ra ngoài dao. Đấy còn này. Đấy còn. Mẹ bảo đấy. Quá lưng là sao nhỉ? Em bị tẹt cái đầu em rán phải liền đấy. Vô hơi bay đại ra bằng cái thằng em chạy lúc mà. Anh không nghe em bị tẹt vô đầu cái à. Bắn ly đi chứ. Mày rén à? Không, em ngoan. Đưa anh quả bom đi. Phải rén rồi. Để nhanh lắm nha. Cẩn thận thúc nha. Để từ từ, đây này, anh sẽ nói nhanh nhá. Anh sẽ đẩy E ra trước, xong để Q, xong để NT. Thì lúc nào vào, vào với NT ạ. Đừng có block NT của anh em. Tha từ chứ. Thứ nhất là đẩy mid á.
Thằng kia tay lại đâu biết, nó đang nhìn nhìn móc với nó. Gì đây? Chạy anh. Má nó chạy ra không biết. Sao mày cầm dao? Tao chỉ muốn hỏi là tại sao mày cầm dao thôi. Em đâu nghe tiếng nó đâu, em cầm dao ra. Ủa nhưng mà tại sao em lại cầm dao? Có tiếng hay không? Biết rồi. Mới bắn nhau ở đó nhưng mà sao em lại cầm dao? Em có hay cầm súng em chạy ra, tao có nói gì đâu. Nặng vừa vãi biểu ấy. Má biểu cầm dao chạy ra. Má trời. Cho đẹp quá em. Thôi thường chứ. Bắn đi. Thật cứu. Ôi. Tắt ba đi. Tắt ba thằng đây. Bốn thằng luôn kìa. Từ này lùi đến 5 thằng á. Bốn thằng đây nha, lùi đi. Đừng đặt tường, ta kia đặt tường nó không dính đâu ta kia. Thật sự là hở ấy. Em có thể đặt chéo vô trong cái này nè. Má bắn cái đâu là thế, em bắn toàn người vậy vãi lộn. Rồi. 105. Còn thêm móc. Như thao vừa vậy. Nó tụt xuống con 97 FPS à, what the fuck? Anyone dehydrated? Cam này có vẻ ổn. Just checking. Cam này dùng mic lọc âm tốt và lộ. Lại có anti này, một DB không? Bay được này, trên đây. Đúng này luôn nè. Em có bom hả? Ủa? Luôn nè. Cái gì vậy? Mấy thằng Việt Nam này. Gì nôn lắm, dãy à là cái quần què vậy đấy. Là ai dãy? Nãy giờ team mình có chát quần què gì đâu. Bị điên à. Mày bắn thì ghê rồi. Thường, uầy thằng thường là mày bắn được đi mà chung kết thế giới đấy. Ồ, du lịch thế giới rồi, trao cúp. Trao cúp rồi, thằng
Lần này được nhóm cướp rồi. Chúc mừng người bạn nha. Thắng được quả game làm như kiểu phải thắng được người. Chơi bắn thường đi chiêu thôi mà gặp mấy thành phần vớ bừa vậy. Cảm ơn chú kia nhé. Trời, cũng kim cương cũng plaba gì. Bắn hay quá nhưng mà lại bắn thường. Không mà vô gáy á. Sao mẹ Max. Là mày bắn được cúp mà. Em giúp các anh thêm một người đăng ký. Chắc hỏi. Tại sao nhỉ? Bạn mới rủ qua trong đội bóng chuyền của bạn vào đăng ký à? Ngon. Uầy, nguyên một đội bóng chuyền là cũng được khá khá đấy. Ngon. Trời ơi. Đang cố gắng rủ thêm vài người trong đội bóng chuyền nữa là hợp lý đấy bạn ạ. Không phải rủ vài người nữa mà rủ nguyên đôi luôn. Ờ. Uầy, xong vào thi đấu cả rủ đôi bàn luôn. Tụi em ở đây sợ hoài thái cũng chơi được. Không sao ạ. Cơ bản là... Taki chơi gì? Taki chơi gì? Em chơi... Thủ... À là dần chết rồi, có tiểu cường à. Đây mình chơi... Khởi tranh vậy. Khởi tranh gì đây ta? Quên đổi da vậy. Ngắn. Sao chúng ta chọn skin trong lúc mà bích tướng. Mới lên sân bóng được 2 ngày. Ừ không. Nay ngày đầu đi làm của bạn B, cả bạn B được mấy sếp rủ nhau luôn mà. Chào mừng ngày mới. Quyền quen nhờ, giống em rồi đó vậy. Dễ lắm. Remember everyone, if we survive, woodworking class tonight. Oh, mẹ. Game này nên có cái vụ mà chọn skin theo con tướng. Chọn nguyên bộ skin theo con tướng. Chứ chọn trong lúc bích tướng thì nó cũng không hợp lý, thì nó nhiều quá. Nữa. Ôi, vẫn chưa sửa luôn ạ. Vậy thì bữa bài vẫn là bản này mà. Đã cập nhật đâu, 15 tay mấy các bạn. Đưa bản vả chứ. Không, cái này sẽ để luôn tới bản sau mà. Nó để dòng lát. Bom mẹ ơi Nguyễn, bom. Ừ, quên nữa. Đừng đưa em cầm bơm nữa. Đây bao rồi. CT, chamber CT. Ủa? Không chết chúng ta. Một viên. Chamber 55, Reyna 71. Ê bao còn nữa đứng hả? Reyna 71 được đi. Nửa máu rồi. Rina đâu hiểu đâu, nó giận 71 mà. Rina tầm rưỡi em, 71 rồi. Ôi em phát. Nhưng mà sao nó vẫn tính assist à? Được
tôi chạy qua chạy về thì đang bắn đéo trúng à. Không. Nếu... Nhưng mà con em phát tài rồi. Con Rina nó bị yếu quá. Ờ nó ngon. Ngon. Con Rina nó hồi máu nhưng mà tại sao nó vẫn tính là em theo người đăng ký á. Ôi, đâu? Cảm ơn em nha. Bảo lát còn trước mà. Nó chưa về tới đâu, mày cứ thoải mái đi. Ủa mà tao nhảy xuống sai, tao bắn được một, được bắn yếu thằng kia rồi, mẹ đéo ai nhảy xuống cùng. Ôi sao, mẹ quả này nó bay đi ra ngoài map em ạ. Cung luôn rồi. Mày phải đứng yên một chỗ. Ôi. Ôi men trừ bài chín nhá. Vào vào vào. Dương cung trước mồm địch luôn ạ. Ơ? Cái gì vậy Vinh? Tính tại chỗ lầu nổi chứ. Ôi gì vậy? Gì vậy? À. Ê ngồi đây. Thì chứ tôi qua làm gì vậy? Mấy luôn trong cái bán hai viên luôn. Ta kì. Có cái bài sổ trước cúng rồi. Hiểu có giúp anh Hiểu rồi. Vậy là dương cái cung lên mà thấy nó đang. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn mọi người. Mọi người cầm bơ nè. Hello. Bốn người đi trước cứ để cho bơm lại nhờ. Súng này Vinh. Thôi vậy. Ê nhảy xuống, nhảy xuống, không có ai. Giờ bơm anh. Thôi chờ. Móc kìa. Em ơi. Móc một hòn. Cái chói. Móc đây rồi. Ok, nhảy xuống. Ngoe sự tiền GS. Vừa súng. Bất
Ê, tao có nên chơi sửa tiếng ngữ Only không nhỉ? Anh mất niềm tin vào idol tới rồi chứ. Không có thích đáp kìa. Chắp mở anti nha. Cầm thủng lên, cầm thủng lên. Tùng mẹ mày. Cút luôn mà. Ác chiến. Má, bắn đầu nó luôn mà. Ác chiến. Con mẹ mày, bút mày vô tay rồi. Má, trong góc kìa. Góc phải kìa. Ôi. Thật tinh à. Chết, xin lỗi. Chết nè. Một bóc. Bơm em. Nó mất con tiêu quá. Ủa? Ủa? Sao anh kỳ đứng ra vậy? Ủa? Ủa? Hello? Kìa, hút kìa kìa. Đây, 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 đâu nữa? Em nghĩ tại đây được. Được. Ê, quá. Tính KCT tự nhiên em nhìn qua map mấy ồ khoan đã, tao Cypher. Cảm ơn Hiền đã like. Đã like kênh. Sơn, cái kẹt rồi. Để đây là tính năng ẩn của kênh Valorant. Chị bên tour Việt Nam hôm qua. Hả? Rêu. Rêu gì? Rêu. Anh nghe rêu, anh kêu ủa thật cái gì à? Cái này mà còn bao nhiêu anh? Hôm qua ai mà treo á là sẽ được cái kẹt của trận chung kết. Bắn đi anh, bắn tôi cho. Kiểu chắc chắc bật nhầm á. Không dính một viên luôn. Còn bài tên, thế nhưng mà em không nhìn được cái gì á. Phải đi, xoài đi. Móc kìa. Kia rồi. Thứ này bắn dính là anh á. Thì mới tele về kìa. Nhảy tele luôn. Mày nắp cà rồi. Bye. Wow, lên áp cà. Má đi em vừa nhảy lên ôm hình mấy em ạ. Sợ đây. Em không thấy đường đi bắn. Em có thể bắn toàn dính anh không hả? Con Reyna nó non. Theo dõi anh. Lại đi cho em cơ hội. Ờ. Mọi người theo dõi anh về nha. Lại đi. Tới đây em. Anh thích tính em tự cường ạ. Anh là thiệt đấy. Bảo là em ủng hộ hay anh. Em chủ con mắt không? Thờ á hả? Anh thờ hay anh thôi. Em chủ con mắt không? Cho thiện xạ của em. Rồi đánh ổn rồi anh kia, đánh ổn rồi vô. Đây đây, ổn. Ổn, cũng làm bên cái nữa nè. Nó kia nó có bắn đâu, tao bắn không à. Anh còn có em nè. Vừa bay tư có bắn à. Ôi, ăn lỗi. Qua. Rồi, Vinh. Vinh nó móc được rồi. Sao ghê nữa nha. Đông lắm. Mình đám luôn á. Có tì. Cái gì vậy? Cái gì vậy ta kì? Có tài lè á. Đâu? Đây. Nó trong đó ta kêu vô chi với liền à. Đây để má xác chữ. Em giữ nó lại. Má sợ đi đây. Chơi với em riết vô chi mà. Không, có mình mày vô chi thôi. Ý là vẫn có mình mày vô chi thôi chứ mày vô chi hết đó. Lát này. Lại vô chi hay vô chi. Ủa. Bái lộn mày đi, lấy lát ra mình kêu có tele rồi. Ôi, nó còn em có ulti nữa, nó chạy á. Em có thể ốp được cơ. Phát dâu. Origin với sói cho ăn. Ủa rồi nói không thể tao người ta biết được người ta tìm ba. Ao ấy. Tự follow đi. Ờ kìa tự.
tự quảng cáo đi. Lên nhiều lên YouTube đẹp neo sắp gặp si minh ít nhất lại có nói là chơi nhớ tìm neo của minh rồi chơi Valorant nha, tại vì có một ông neo minh chơi Free Fire nữa. Lắc con rồi. Đời này nó biết rồi, nó ngồi nó đứng ăn móc rồi. Má. Hello. Anh đi đè chỗ đó. Anh đi đè chỗ đó thì nó đã phóng chứ. Phải lên. Vô chi vậy? Ê. Nè bị lay vô chi của người ta kia vậy. Đến rồi kìa. Rồi lát đi. Khó chịu đó. Mà làm quả đầu đinh liền anh chơi. Đầu đinh đó em. Ui. Không chết. Bao nhiêu ơi. Ê, thầy quay nã đây dùng ông. Mày bắn nhiêu rồi ta kìa. 139. Ừ, tại xiên cái tường á. Nếu mà được thì Nguyệt với thằng lên YouTube search cô Gavi cũng có nữa. Đợi cái gì hàng Nguyệt này. Có. Ủa cái gì Nguyệt với Hằng là hai người khác nhau à? Có chơi gì ta? Nguyệt Hằng là một người đó. Roblox. Không, thằng Vinh nó vừa bảo Nguyệt với Hằng. Nguyệt với Hằng là hai người. Thằng Vinh là hai người. Hằng với Hiền. Nhìn sao rồi? Bà to đi. Chà môi dịp con. Cái cháp ngay đây. Hey. Bài tơ này là mẹ thí hai mạng. Ủa, để mà không block nhau mà thằng đừng đây mà thằng đừng đây. Cho 17. Tao bắn xong tao thấy chạy tao chạy lui bắn em tao kia. Sorry. Chơi game đẹp nha, đang khó chịu nha. Mẹ nó. Khó chịu gì? Tự nhiên chơi game khó chịu, chơi game khó chịu. Khó chịu. Vậy là chơi game nào bị đẹp nuột đấy, khó chịu. Chơi game gì chứ, không biết chứ gì chịu rồi. Luôn như nào. Không nói. Vì... Đúng. Đặt đi, gửi mấy hình nuột cho anh em coi. Ừ, đúng. Cũng được. Muốn là có. Hẹn lát cho. Ê, có đứa tele kìa. Ủa, có sai đều con luôn. Hai hàng tele. Hai hàng luôn. Ulti qua Vinh. Đây hồi sinh á. Đây hồi sinh trên. Đây nè. Vinh trái. Nhảy đúng rồi. Nó người flash. Hết flash rồi. Hết rồi. Bú rồi. Không, còn kia không rồi nè. Còn như ta chưa nói. Yêu lại kìa. Chúng nó đèn lại đấy. Mẹ. Chúng cái hùng đèn lại đây. Nó cứ nhảy cả từ không qua được cửa sổ ấy. Anh nhớ cái clip mà bắn ợp ở bên mapper không? Không, nhưng cái vấn đề là em vừa cầm dao lên em gần tới nó rồi hiểu nhảy qua được. Thật. Em biết lý do tại sao em để mấy thằng Vinh tao á. Lên cao mà. Anh kia nhớ cái clip mà bắn ở cái tiệm hoa của mapper ấy. Nó bắn cái ợp xong viên đạn bay qua lệch và sót. Ờ. Nó cũng bắn cái góc y chang như anh vậy, cái góc mà hẹp ấy. Không, sao dính màu anh. 75. Trời ơi. Còn thằng nữa. Còn thằng nữa. 7 tên rồi, 7 tên rồi. Đây. Thằng này đâu không biết. Bom kìa. Bom lớp. Rồi. Come on, come on.
Ôi, không cần đi kiếm luôn mà, bạn tự tới. Đúng lúc luôn, đúng chưa? Phải có cái hình gì đó mới nộp em ơi. Có hình đó. Ờ, phải có dẫn chứng. Vậy chưa tin lắm. Anh chắc chưa. Em sợ mất cái bàn tay lắm á. Anh chắc chưa. Cái này mà anh cái này mà muốn gì hết chọn. Anh chúng sợ chưa? Anh được đó. Thôi thôi. Thôi nô rồi. Nô đúng không? Không cần rồi nô. Rồi hết chấm ra luôn mà. Bạn ráng quá mà. Thôi. Quá ha, phải sợ. Chạy như vậy. Xe mà, lỡ. Kia gọi là bắn xong ship xác em về từ cửa luôn mà. Má thì cho thí rồi, bắn nó thua. Thí lại thí. Ừ, bắn thí là nó sẽ vị trí, nó biết vị trí tao đây thôi. Ờ, xong không nhìn bên này. Mày chết tao mày thí khổ ọp đó ba. Tao bắn thí vị trí tao rồi, hiểu không? Nhưng mà tao kia vẫn bắn thua đúng không? Ủa sao em tự thấy cái vị trí con Brimstone luôn vậy? Em tự nhìn thấy được con Brimstone trước mặt em luôn này. Ờ không cần mọi người thấy luôn, em tự thấy luôn. Má quên nhảy rồi. Có belong. Đây anh em mình đang cùng nhau này. Lát qua cho bạn bắn. Anh em mình sẽ chụp phần mềm à. Sao mà. Cái gì đó đúng không? Sao em biết cái đầu xuống anh chứ cái đầu nữa nhỉ? Em hát. Oh. Ui trời ơi. Anh Vinh à. Em tưởng em điều khiển hai con dừng vật không á. Đi anh em, à lọt đi anh Vinh. Tôi sao? Nhưng mà bị nhớ thì chúng ta giống mình nhau đúng không? Đâu không đâu, nhưng mà chờ xíu, lại up lại cái. Mọi người người tự lo đi nhá. Gì nữa vậy? Thế là ra này hết tiền rồi, mọi người tự lo đi, không có smoke đâu nhỉ. Em thấy có smoke. Không vậy đâu. Sót nè, sót đông nè. Nó về đêm. Ok, chết rồi. Ơ, à, không đủ đam. Vừa xem stream vừa... Siêu cái gì? Á, à, nãy đọc phải chơi, không đọc được. Hai thằng đây. Chạy đi. Hey. Đúng mà. Có sao không? Ui. Ở đây rồi, em hết đạn. Hai thằng ngoài. Chạy. Chơi net. Chơi net của Dinh còn hiệu quả hơn cái súng của Taki. Taki nó bắn mà nó bắn hết đạn luôn. Ui, bạn con Gecko, bạn con Omen phát một mẹ tới lúc bạn con Taki bạn hút hết luôn mà. Ôi, mấy cứ là cái bom này mốt máu là của thằng Sage luôn.
Ờ, là trái bơm của mẹ, còn em Taki sẽ bam hết hết bằng đạn chưa chưa chết. Có tiếng không? Có kìa. Nó còn kinh khủng hơn em chỉ qua đi lại. Sao kịch bản này nó quen quen vậy anh em? Hai thằng ngồi đợi luôn. Anh Ki có thật sự là chơi được Cypher không á? Anh Ki chôn quá. Chôn quá rồi. Biết ba người ở đây mình á. Đừng này. Spike planted. Ôi. Cái bộ môn ngồi bắn mà, ngồi đi bắn. Đúng á, bộ môn ngu chua. Holy shit. Đi đâu có vừa hay Reyna xong cái chui rồi. Bao tài. Thua rồi, cứ ra lon đầu là sáu nhỉ? Anh em nó mà, đúng á, hai thằng đéo khác gì nhau. Đúng. Anh biết anh cũng chửi. Ok. Taki ơi. Ơi. Không, Taki chứ phải anh Ki. Taki chứ phải anh Ki. Càng nói nó càng làm. Anh kia lấy cái búa ra anh kia. Đến lúc rồi đấy. Không, gõ đầu mày á. Ui. Má, ơ, nó chịu cái đó. Cái đó điện quá chịu. Với mẹ con xe trên tay. Má, em định bảo là 4 đuổi 2 rồi, em chỉ cần làm 3 nữa thôi. Mày có đổi ai đâu. Mày ra cho nó đổi á. À, em ra để mất người đấy, được chưa? Yeah. Đổi hai. Chồn thiệt chứ. Cái con Sova nó có cái nó dùng thân nó làm con. Cái búa gì ta? Cái búa gì mà em, lửa của anh á anh kia. Lấy cái búa lửa của anh gõ đầu nó. Ừ. Anh sắp ổn chưa? Nó tỉnh 30 phút nữa, hơn 30 phút cái búa lửa còn đỡ cái búa băng ngục ấy. Đó, ý là cái búa lửa thì có chứ búa ngục có mua đâu. Có chamber. Rồi, mọi người nha. Ok. Vô nè, sót.
không shot luôn. Ô, fuck. Ôi, má thằng Minh ạ. Tôi xe ghê vô kho này. Ô, một là hầm, một con sai, một bát. Dạ, rồi đấy. Spike planted. Mình như Reyna này khác hẳn. Ma này. Xin cái hồn. Con Reyna này hai người hay sao á? Reyna hồi nãy đầu game bắn đần quá. Ờ, nó hai người rồi. Mẹ giờ nó cứ bắn một đầu rồi, chịu. Chữ gì sao? Lát lên trời cho mày nha. Mày đừng làm điều gì bất lợi cho nha. Lát cho mày đâu. Mày chỉ chớp một cái thôi, chớp nhẹ. Nó bị mù mà. Nó flash đây này. Ủa? Khoan đã. Mày có bị flash giống tao không Vinh? Ủa? Sao tao bị flash của sân xì cái? Tao bị flash. Là sao? Là sao tao chưa hiểu lắm. Ủa sao? Anh em xem cái flash đầu tiên của anh có bị đính đồng đội không anh? Có, 6 giờ đi bóng. Ủa? Em đứng ở tốt ở bên đây nhưng mà sao nó hiện flash cho em? Ủa? Nó cái đó đuổi đã bị mù thôi, là một là anh á, anh bị lag mà. Không, hồi nãy em cũng bị cơ. Trong stream em có luôn mà. Có. Bản thân bị lag là đồng đội. Chúc các anh buổi chiều vui vẻ nha. Không, bạn hơn bị lag đâu. Các bạn ơi, cho đi chơi. Không, có. Bạn hơn bị gì không có. Tiếp tao bị flash của Sky mà. Flash của Gecko nó đâu có vậy. Lý mà. Em chơi bắn số bạn nó mới lùi lên. Game ảo quá. Game này ảo mà Canada quá. Game này cho Rock chơi sao? Má không hiểu tại sao mà ta bị flash của Hika luôn. Vô lý ta được. Ồ, nó chớp một phát luôn mà. Em còn tính report là có Sky nhưng mà quên bên tiên kia làm gì có. Hay sót à? Hất đồng. Đợi Vinh có anh thì. Ok. Đem qua bom đi vứt đi. Đừng có nhảy, bắn luôn đừng nhảy. Bắn luôn là đẹp rồi. Xét góc chứ, Reyna xét góc. Ờ. Không biết em ở đâu ấy. Ờ. Mình đâu biết em ở đâu rồi thì em mới đi xong mà. Sẵn sàng bắn cái bò lại bắn cái lưu lại luôn. Ê, Gọi đi. Tẹo nó sau lưng, cái kia đây.
Với lại cái góc của mày á bị dướng cái đầu mà mày nhảy sao được. Tao nghe tiếng á. Mình tùy lên nó đấm mồm cái. Tao cảm giác như cái bị con skill con này bị delay dữ ta. Thì móc ra ngoài chứ mày. Để tao ra thục chết mẹ. Người ta không tin là tao bắn thường chamber nữa. Long. Vậy. Lui nè. Có mắt có mùng vẫn có vừa nha. Bắn đi em. Em ơi. Ê. Hello. Anh kia giữ đó đi, đừng đi nữa anh kia. Còn bay không? Em bay hẳn ngoài rồi. Không, không cần đâu. Nhảy rồi. Con. Chết rồi, thằng kia chết rồi. Nhảy nữa kìa. 30 seconds left. Đây. Đứng chụm nơi góc. Nó vô bá rồi kìa. Không tại cái đấy bắn được á, tại anh kia chờ. À. Nó có còn nó có chầm máu như anh bắn 2-3 viên rồi chứ. Vào đây bro. Anh đánh chơi lâu quá. Hậu sẽ vô vào lúc mà chúng ta vừa vô game hoặc là hậu xấu nhất là sắp nghỉ. Nãy giờ nha. Sót rồi, bát rồi. Cho 20. Đây xong tận hộ chơi này. Con quỷ bị phân tâm của mình rồi. Mẹ bắn 140 à. Khủng quá. Đây mua cho. Bụng mua cho không sao đâu. Bắn bùng gì? Báo này đáng mua phải là bắt buộc mua. Bắn bùng không? Rớt cái. Em quay nè. Mẹ tụi nó đầu mẹ cẩn trọng hơn đấy. Trời ơi ta. Cho cái rồi anh chết thôi em. Lo này, lo hai thằng này. I need a spike down B. Sót về lon luôn. Bom nha. Rồi nó ra ngoài đó. Up.
remaining. Up die, up die. Bài bóc câu đi ngon quá đâu. Ngon quá đâu. Mẹ. Ngon quá ngon quá. Tao ăn mặn ta. Tao lít ăn mặn. Dạ. Nhưng mà nó tên tao này đi luôn. Chết hơn. Nó và sai kiểu nó và sai nó đối nhau nhiều hơn ấy, nhưng mà đéo được cái khẩy. Nó chết nhiều với không. Ôi, có Ares Minecraft ấy. Mic ổn quá, hậu ấy bị gì à? Em bật học lắm lên được không? Em bật hết chưa chị anh? Chưa, nó vẫn ò bị rè ấy, kiểu bị rè. Do em bật quạt thì chạy. Sẽ tỉnh lại. Ôi, chịu được chơi đi. Chịu được chơi chứ đi. Ôi, ừ. Game gì vậy? Sao anh không thấy? Bóng lại đi. Có phải Holic chứ đúng không? Em bảo là... Tối hèn quá đặt không đậu luôn. Trời trời. Người ta ngủ từ sáng rồi, chưa chổng ngủ. Cái đấy là kiểu cái rắc, cái rắc của em bị lỏng ấy. Cái em nói nó sẽ bị rè, ừ, cái rắc cảm về bị lỏng. Kiểu thương thương là thế. Ui, mẹ em vĩ bắn lên là kim cương 1 rồi. Khổ em vĩ vậy đâu. Được rồi em ơi, ok. Đúng rồi. Mày bắn ngu lắm. Ừ, nãy giờ đâu ai nói chơi vui chơi hay gì đâu ba. Thương mà. Cứ mặc định nè ai mà. Bắn nó phải tách thằng Taki và thằng ấy ra mới win được. Tiếng thằng Taki chọn ấy đâu đi, cái lóc bé cứ để bên cạnh nó. Đúng mắc cười quá à. Anh em mình muốn kết hợp với nhau rồi em ơi. Thì chơi rôn báo rồi. Rôn báo luôn. Nó không phải là báo thông tin mà là nó báo thôi. Hiếu tí. Tại sao báo không thấy drone đâu. Lúc vào sai thằng anh vào bắn được hai thằng rồi thằng em vẫn đứng ngoài drone nhìn à. Báo. Nó là còn biết sao không? Còn thằng duelist nó đứng lên nó đéo xem xuống chung luôn mà, nó đứng nó nhìn thôi. Có máy nào rồi mua trên giường á, giả lẹ nó mất tiêu rồi. Quay quả lát vào side để mày lướt nhảy vào pick, ừ, xong mình nhảy vào bắn. Không. Mình vào đội 1 rồi vẫn không thể được đội đâu. Mà mày mấy ông kia. Không, vẫn chưa biết tên nhá, vẫn biết được anh Nèo với ông Huy thôi. Tôi tên là Vinh nhưng mà ở nhà má hay gọi tôi là E á. Kêu sao kêu? Thằng mới nói đó là cô gà. Cô gà. Đúng rồi, thằng mới nói đó là hồ lách. Thôi. Thì đã kể tiêu ba. Ok. Hãy nghe giới thiệu. Đó, thằng mới nói xong là thằng Taki. Còn lại là em Nguyệt, em Odizin. Rồi. 2-1 hết á. Còn thằng Taki thì gọi là bằng cháu. Rất mình hơn tuổi. Em Hanh à. À. Ok nhớ. Taki 2-7. Taki sao mày không hip hop pick các thứ nữa sao mày. Bên đi rồi em biết. Em thích gì mà. Được thôi bạn em ơi, cặp đôi của mình song sát phải liền. Vô yeah. Luôn, chơi luôn, sợ à. Nhưng mà... Mít của ai cứ vang nữa nha. Mít game á, mít game đi. Song sát phải vô không, em. Anh Vinh nè. Hả? Nó phải như này. Hôm nay cũng chở hết pin thôi nha. Nói chung mà... Phải như này anh Vinh. Gì? Đây nè. Ê. Sao em quên để em Vinh chơi bộ rim. Cái gì chơi búa rìu rim nó biết rìm. Trước mà đó nó đã lóc đó ê tới tám rồi mình cứ lóc thì... mình chơi đi còn thiểu như kệ thì em đã lóc đâu em mới là hàng đã lóc đâu chứ nó lóc rồi mà
Đúng, mấy trận. Mình fix con Ray thôi mà chơi lốc. Anh nhìn. Tao ta kia này mình mới lốc này. Còn anh thì không nổi. Insta lốc dạch. Máu này chưa thấy là Omen thôi. Đây nè, thấy không? Thấy. Nhìn bẩn nó tết nè. Hôm qua team nào bẩn nó tết à? Chơi nhiều vậy không thấy mệt à? Quen. Ok. Bây giờ chơi nhiều được mấy chết nhiều vậy không thấy mệt à? Đây, ai ai ai. Chết rồi. Bye. Không. Nhạy cầm. Mẹ ghét mày tôi xích lắm. Chút đạp Sova vậy nè. Thằng Sova tên gì? Bạn vừa comment là bạn có cờ lê ẩn bên chat em ấy. Trời đó, chuẩn bị ba mẹ đó con. Thì cờ lê bên tên Taki mà ta. Không, cờ lê mua 201 đồng đấy, hồi nãy em kể không nhớ. Thôi có bao giờ chat bên kênh Taki đâu mà lo chứ. Cờ lê ẩn mà anh, cờ lê ẩn mà. Quyền lực gớm ha. Gớm lắm. May quá, mình không lên kênh Taki chat. Mình đâu chết trên Taki đâu. Ít lại câu, may quá không làm fan Taki. Uầy, ta thêm không làm fan. À, được, để tí. Được em ơi. Hết game nha, hết game. Sai chưa thay, thay chưa thay. Hết bữa stream em sửa lại cho. Được quá ta. Mày quá, không làm fan Taki. Anh ơi. Tắt mic trong game anh ơi. Mày tự tắt cũng được mà. Không, lớn rồi, tự giác rồi. Không, lỡ em rồi, Không, lỡ tất cả mọi người. Thôi, lỗi tất cả mọi người. Ủa, mày, lỗi mày chứ mày quả, mày gục như cả tao. Ok. Lỡ em không kêu mọi người tắt mít em đâu. Thả vậy. Đâu mà sao có mình. Bà mẹ 47 con ôme rồi. Ấy, nóng. Hầm đít quá. Chèo 4 người đi vô một đường đi. Ui, hay. One enemy remaining. Ơ kìa. Ta đi chạy ra. Kì giao ta ngủ. Cứ xuống không? Thôi mày thả hai con mắc tường nha. Ủa sao cái smoke mặc định nó sẽ cho cái smoke, nhưng mà em dùng một cái smoke, sao em để dành một cái tới đâu sao thì nó vẫn là một cái mà nó cho. Ba mẹ hình như là sao nó lại không dùng cái mà mình mua trước nhỉ? Ờ nó không dùng cái mà cho trước, nó dùng cái mà mình mua trước. Thì Valorant mà khôn đấy. Mẹ. Đây, gần. Mày chích chạy bắn không? Sao mày hai? Sao kìa? Rồi, một đây. Một trái phải. Đây. Nó có súng á. Súng nào anh? Man, nó không ra lại súng của man. Sao ra kịp? Xa lắm. Có thằng... vừa bỏ qua từng đứa tính rồi. Thằng Vinh mới thả cái xe mà nó đâu dám ra đâu. Tiếp bên gì đây? Con đen. Không đã đâu. Con này giờ có chơi ta đâu mà tiếp nữa. Có mà. Có, nó cả dâm mấy đứa còn đứa còn donate đâu. Có, em có donate, nhưng mà không ai gai. Là donate là phải là kìa. Mấy thằng địch nó không có... Nó không gai. Rồi, đẩy nó lại. Đúng rồi. Ôi, cái tại chưa lầu dính được con chó này. U mẹ đông quá. Không. Số 3.
Đây có súng nhá. Vào hết rồi á. Ta lại súng đi. Vẫn chậm. À, vẫn còn. Spike planted. Mấy hàng cái hàng đu lít cây mốc này. Nó không có cháp xong rồi đu lít chơi rôn mốc cây mốc ạ. Xong rồi có đâm thoại. Xong cái đâm thoại về tổ đuôi em tắt luôn. Không có cách làm nhanh hơn mà. Ở cái bên cái lọc âm ấy. Ủa mình có thể đỡ thành bước to talk được mà. Tò mò. Mày tò mò. Mít còn. Mít đông, mít đông, mít đông. Về luôn đi, mít đông kìa nghe không? Nghe. Ok. Thằng nghĩ qua kìa, thằng nghĩ qua chung kìa. Thế giờ táp qua trắng vá rồi. Ủa? Nó mất cái nhảy lên rồi. Tại bạn con win. Ơi đó. Có sao ghê đặt quả tương chỉ trẻ thế nhở? Mày đặt quả tương vừa không kịp không nhảy được lên luôn mà. Có bom lan, bom lan chuối kìa. Em qua bom lan. Phải đánh bụng lên thì cho em ra bản đấy chứ. Em lùi sáng là cái gì? Đông lắm này. Holy shit. Nó có nó có hơi xin, nó có hơi xin, nó có. You will not kill my ally. Thủ ngoan này. Không biết để nhiều. Vào bê. Còn chi ta, buồn nhịp ta. Tốt lên là Meren. Thôi sao bay đầu à, không, không cần đẩy đâu, không cần con lát đâu. Ủa,
Ngoài này này. Ủa? Sao cái thời tân bây giờ thấy cái vùng nó không tới, xong nó vẫn tới. Thấy nghiện. Xe này, xe này, xe này. Về đi, về đi, về đi. Nó chạy về rồi. Hả, nó chạy về đây rồi, nó không có vô nè. Comment được ai về. Em ơi. Ui ui. Má hát gì ác vậy? Má hát cây ma sò bự quá. Bê kìa. Ui ui. Má tỉnh mà. Cái gì hả? Spike planted. Em nha. Chị giờ hẹn gặp ở buổi tiếp sau. Nào chơi game kinh dị đi bạn. Quen nha, quen nha. Nghe quen chứ. Nghe cái câu này quen á, đúng cái câu đó luôn nha. Bữa nào chơi game kinh dị đi là nghe quen lắm á. Không, vế sau là neo. Không, vế sau là ao tích cực à. Bây giờ khi nào chơi game như vậy đi neo. Vế sau không còn vế sau nữa. Ờ, không còn vế sau nữa. Anh tưởng về sau là nghe từ anh chị lâu phải chứ. Thầm lồn ôi. Chưa? Đồ ma nhảy cả từng từng bắn vẫn đã bắn được. Còn chính là đằng khác nữa. Để dễ dữ kìa. Má, hai ba đằng tôi sợ. Nào này. Cùng nhau. Thả đô, thả đô lẹ. Thả đô. Má, bảo bắn cùng nhau xong rồi. Nowhere to run. Don't meet together. Oh. Last player standing. Mày quay vô kìa. Spike planted. Tài rồi. Mà người đi bắn vẫn rất mồm. Em còn khát nước mà. Mẹ nó nhảy lên thung nó bắn ba nó bắn bốn bên người ổn lắm mình cũng hết tiền luôn trời ơi.
Mày ra sát lên này chứ. Cho ăn không mày canh. Ok mày lấy tiền. Em alo vậy. Ấy, anh nhìn này xin lỗi. Vô rồi. Spike planted. Player standing. Cái gì vậy trời? Tham minh. Mày không phải tham minh nữa. Bắn nó thấy rồi. You will not kill my honor. Góc hơi hơi nhỏ thì vậy. Còn ta chơi trên này giống. Xuống anh. Ốp luôn rồi, chờ ốp nữa. Thôi. Kể đi, từ đi. Một giây đang lấy. Lâm. Làm gì cho nó biết mình có off ba? Ai là ồn thật. Hello. Cái gì đây nè? Thư ác quỷ này không cầm được. Quang habit này chắc cộng. Thư dinh dưỡng cầm thứ ác quỷ vậy. Ờ, cái này dính được mẹ. Được đủ. Đã hơi coi cầm ba đội để bắn được cái ai. Sát ra cho anh. Không có gì làm. Làm hết. Cứu rồi. Joke's over. You're dead. Here. Má nó. Cầm cái súng kia chưa tay nhả ra. Spike planted. Ủa tao tưởng mày để lên thâu rồi tao. Đây. Má, thằng nào đi chung thì được được vãi đại xong để hiểu sau về ste. Cầm cục vào đây thục sướng hơn không? À. Tao cầm off nữa đi. Tao biết mày đi đường đấy tao đứng mãi trên cao rồi chứ để làm gì? Ấu. Nhiều không? Nó bắn mình vắt một. Sao tự nhiên em vừa cửa về làm gì thế? Anh đang kê góc đẹp vậy đấy, em mở cửa cả giật mình nhìn thấy góc luôn mà. Ê dối, từ từ mình cửa thôi. Lại có cái đầu. Vai bò thật. Này vô đọc bò mày dính. B rồi, có B. Cái sạch ra rồi.
B đã nhận thường mẹ rồi. B nè. Spike planted. Hi, I'm pissed. Qua đây, qua đây. Mẹ đây. Mẹ. Có đâu. Nó không bị flash. Nó không bị bất cứ cái gì của Takeo luôn ấy. Không, cái C nó có nổ đâu. Cái C nó chỉ đẩy nó đi vị trí khác thôi chứ nó không nổ vô, nó không gây đam. Đối thủ di chuyển gây. Ờ. Di chuyển một gây 60 đam. Có cần chụp màn hình lại không? Ok. Ok. Thằng ta kia đang cố. Đang cố phản ánh cái gì? Tao chỉ nói là nó né được mà, chứ tao phải tao nói là mày ném không, mày làm không trúng đâu. Bắn. Non tay. Đầu luôn mà. Switching sides. Anh nhảy 3 là sao nè? 3 nè. Ừ, đây đó 12 mega. Đấy là 3 game đó. Chủ động vậy. Keep your guard up. No. Muốn mấy là mấy á, mày muốn màu là màu á. Nhìn lên nha. Tát được kìa. Mình không có ai cái móc mà nó vẫn không cái móc. Thank you.
này thế bắn vẫn mồm ạ. Đây này, bên này này. I'll do my job, you do yours. Ok. Má nó không giống cái cày ạ. Mùi này không? Mà chơi. Nào tắt sim vậy. Dạ dạ dạ. Sao sao sao. Đó lát đó, lát. Đưa xe vào. Bây giờ vào được. Gần thế. Tổng một kill. Cái mày để rớt xuống xong bất chấp nha. Lại bảo xuống nha. Đều mất giác chết luôn. Rớt hai ba mảnh rớt chết luôn. Nguyên trái chưa dám. Nhưng mà cái mảnh rất đồ đốt nghiền vậy. Nhưng mà còn dư tiền mua. Thì mua chứ. Ok, đồ đốt gì anh? Thằng quét gì? 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 Trên cao, trên cao á. Trên cao nhà nó. Có con cửa bà. Ôi em đưa thẻ rồi con đánh phải hết rồi. Ồ, à, nó nói với lại nó tại vì nó bắn em một viên nên em ghét lên em phải bắn. Ok đây tao gây à. Thả miên tiên nha. Anh đi tao chuộng. Chờ reward cho tao gây nữa. Đừng rớt đi. Má kiểu gì cũng bắn tao kia mua á nhờ. Đó, cái gì đầu quá mà. Nó bài bắt kẹo. Ưu dây à. Bê bê bê, từ từ. Anh xin đây nè. Từ từ từ, đang bê. Đang bê, đang bê. Qua bê được, qua bê được, qua bê được. Bê bê bê. Chịu sẽ nhảy xuống. Joke's over! You're dead! Kề nó ta kìa. Leo lên, leo lên, leo lên. À, chết mẹ rồi. Tính vào lát này.
mồm con nick này kìa. Đây, Lucky bây giờ có thể rót cho người khác rồi. Ê, khổ quá đây. Hồi nãy còn 40 đồng á, kêu được quét cho người khác. Thứ ba là gặp anh là bắn đúng bên mồm nha. Ai thì không biết mà cứ anh là nó mồm thôi. Bắt một. Đây. Ôi, mẹ bắn quả đúng ảo luôn ạ. Kéo tâm xế ba cái xong đắt về. Vẫn dính được hai người một mồm. Kiểu mẹ. Đã chốc rồi thì bắn cửa đeo gì cũng chết. Năm nghìn hai cẩn thận cọ vào nha. Biết liền. Biết ngay luôn mà. Để nó quay bài liên tục. Chơi gai gai luôn mẹ. Ai cầm gai gai kìa. Ở đâu? Cái đó băng dính quá. Gai gai của Nguyên vậy. Không, Nguyên cầm Oni. Anh Dinh là Oni mà Dinh. Only. Cái gì dính chữa đúng không? Nguyên, request Nguyên. Hả? Hay cho tao Oni đi. Tầm trăm á, tầm trăm 9.000 kìa. Cảm ơn anh khen nhé. Không kịp à, kịp. Chưa. Về được. Ok. Linh có ai có một cửa chưa? Chưa. Đây hai đầu. Rồi. Tôi phải hiểu. Phải chắc hiểu mẹ rồi. Eo chết. Thì ra vào tay. Thì ra gọi là vào tay. Sao cái này bắn vô tay. Thầm mình. Châu đi Nguyên ơi. Cái gì anh đi? Bundle. Để cho người sau đó. Bản đồ của anh cũng Arasid mà. Bản đồ anh Arasid màu vàng. Em choáng mình đây. Ok. Chán này tao bay ra. Ơi. Quấn lì. Bê luôn, bóc thể bê luôn. Cái móc nhá. Nó lên hai bạn à. Nó lên trên cao. Ơ, Phoenix.
nhá. Không về hết, không về hai thằng. Đừng làm gì hết á. Thì là đừng có tao tiểu. Không cứ đi hẳn tới nhà đi. Nó biết rồi, nó biết em ở đâu mà. Chết con em, hai chỗ này. Đi xe đi. Đi xe là bất ngờ cái gì. Nên bay anh ta. Rớt được mà. Để đi, anh cầm, anh nhón tim. Để bên này, để nhanh lên. Ok. Bật đi đồ vào hết luôn. Đây cái bụng này bụng vào tay chứ. Rồi. Lê. Nước kìa. Nó còn bắn Nga kìa. Gặp ai nó phản vũ mà đi bẻ cướp mình là một. Rồi vai lồn là thề. Ui bóng xấu thế. Ừ. Con Sage con tí nha. Nhìn dưới đi. Ơ lag. Đừng vô. Ơ nó lag cái hiệu ứng cái mù luôn mà. Ê. Chờ tao kìa. Nè nó dòng linh á, dòng linh á. Chạy ra ngoài. Về nhà. Chạy. Phải hạ luôn. Ui. Ui, tí nữa. Má. Đang lạng đi đâu ấy. Chờ sẽ chia ra lại nè, mình đẩy mít. Mẹ game beta. Hạ cái smoke xong tự nhiên thấy cái hiệu ứng tay xong rồi nhưng mà cái smoke chưa bay. Ồ cái flash chưa bay. Conoman á, đúng rồi Conoman đang lỗi để mà. Conoman đang lỗi cái mùi để mà. Hạ cái mùi chạy đó nha, xong kể cuối cùng quay qua đi bắn nha. Nó delay. Này yếu tiền mọi người ơi. Có thê được á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Ôi, nãy mình 39 đấy. Ừ. Ai à? Ai nói 3 cao hả? Đây. Mình cài áo lên tới thượng nhà luôn anh chị đây. Quá, xe nào đi. Mẹ to thằng Glass đây nha. Mẹ to thằng Glass ra quan trọng đây nha. Ok. Bông lan chuối mứng. À chuối muối. Lại thề khó chưa đấy. À dạ. Chị kia nghe mừng mừng ngưng ứng. Nghe lưng lưng. Con chận cho bà gớ ơi. Bà gớ đi. Bà gớ ơi. Ok. Spat rủ. Còn bà đi tiếp đi. Còn bà đi tiếp. Giờ mà còn sức khỏe cũng là, tao cũng là. Kiểu ấy. Để xin lỗi. Sova nha. Cứ gặp anh nó đã bắn mồm ạ. Sova. Gặp nó 6 lần nó bắn hết 5 lần mồm rồi. Mẹ nó có trái cả tầng cực nó bắn mồm. Ít mẹ thì bắn hồ bắn mít đeo trúng biên. Cứ mít là mồm. Tội nghiệp Sova với cứ cái. Nó gặp em hey, mình chết. Được. Nó thấy anh nó bắn mồm mà anh đéo biết làm gì luôn á. Ô men nữa mày gặp em chết rồi chứ hiểu sao. Cầm thục bay bay thẳng người em thục quá. Chắc là độ bất mãn của xấu tim nó để biết thủ. Cả như anh đi lớp C mà không có thằng nào C luôn mà nó toàn được A kiểu mình đánh A nhiều quá. Tao thấy sao thấy cứ kiểu gì
Không gì đâu nè. Cái dao cắt trái cây thôi mà sao mà nó mẹ được hay ta? Nãy là nô nú. Nô nú ngoài nuông. Năm đùa lớp. Trong cái đi mỗi người đi đường đấy, đi lớp. Lại lô tất. Nói về và đu lít mà đi đường thì Dù rút em. Ơ, tôi lắc thì hướng lại. Mẹ cập nhật cái bản này xong mẹ lỗi chờ lỗi Omen. Lỗi Atra. Lỗi Atra Brim thì con bản trước là lỗi con Brim mẹ chấm bom lịch. Riết rồi làm beta. Thì cái đó là hai bản luôn. Riết rồi làm nhạc cho lắm vào mẹ là cái đó từ 6.8 tới 6.10. Làm nhạc thì hay lắm, mẹ làm game như cái mẹ sao làm game như Riot Entertainment cũng được. Chuyển sang làm cái chuyện viết chuyện anime đó mà. Ờ, thà thế. Riot Covid. Cái Master Tokyo đó nó có cái chuyện á. Ui. Có cả con em của Rena nữa mà. Có nhắc tới con em Rena có thử không? Phải không ta? Không, cái đó là cái video cơ. Cái đó là cái video rồi. Rồi nó có cả cái chuyện trên cái web Valorant Master cơ. Ôi sao này là Riot Comic, Riot Entertainment. Gì nữa ta? Sao làm xe Riot luôn. Đổi trồng với Tesla. Mất người hét. Xe điện Riot. Xe điên đủ hơn. Xe điên, tại toàn búp cơ mà. Của mấy người chơi game của nó đi bước bụi. Không anh à, xe của nó điên lắm á, tại xe tàn bút không á. Oh damn. What out chưa? Em ơi, anh mở cửa này. Rồi luôn, đập vào thùng vàng luôn mà. Không ngủ nhiên nha, để nó vừa đơn. Không vừa đơn. Rồi luôn bị. Cú vá bắn đinh hả rồi mà còn bắn hụt. Nó có bắn trúng đây chứ. Nó không quên. Giờ đây còn dao đó. Rồi bom ai gì? Gỡ bơm gì đây ba? Giờ đó, tới lúc đó mới thả con ấy và gỡ bơm. Lúc đó nào tôi gỡ vậy? Má, ai bảo nó đâu rồi? Hình như là do bạn trúng đâu nên là cái tâm này giật với người anh ấy. Đúng rồi đó. Ngoại, cho bạn. Nhà 101. Một máu. Tới lẹ. Last round in the half. Listen up. Kill them before they kill us.
about everyone every time. Đây là cái nhạc được xuống bàn, nghe ta khi quyết định ăn hai bàn giao. Get out of my way! Mù nè, né đi. What the heck? Ai làm ngọc cũng vậy. Chưa, này đâu ai có phải lắm. Ôi trời ơi. Mày lắc đó nhờ. Mày lắc quá. Nó bị âm luôn á chứ. Ôi, cắt cái khúc đó được á. Được được một content nữa Taki. Không, nó xuống mẹ. Nó xuống gấp giá biệt rồi, rác luôn rồi. Rác, rác là còn ít em. Cái này lại đồ em. Mua mà tổng hợp lại hết đó. Ôi đính. Ôi trời, không biết người nữa. Mấy em đinh rồi. Nếu còn cẩn thận. Một chi một sao. Đã kì cà lo nè. Nó bắn mày cái là nó biết rồi. Lúc đó là mày bay tay leo luôn ấy chứ. What about me? What about me? What about me? Lần chăm bơ bạn bạn thấy rất mồm em em đinh nó rồi. Let's play. Let's play. Anh em mà anh Vinh. Từ từ đợi hết anh tin đi. Đã hết tin em. Bức xa. Ai xa chưa? Xuyên tường. Mà đã làm một hôm kìa, what the fuck. Đúng hướng mà. Anh Vinh Minh ạ. Sao? Hay rồi. Ê nhưng mà đặc phương ngay đây có tác dụng gì vậy? Không anh rùa.
Đúng. You want to play Led thôi anh ơi. You want to play Led à? Led rất ngồi luôn. Let's fucking go. Let's fucking die. Yeah, thế thôi. You want to play Let's die. Đó là mình táp luôn. Last player standing. Ôi không. Anh Vinh ơi. Hả? Đây bắn súng thì em đã bị chơi. Em biết cái tài lè em ở đâu ấy. Fight planted. Oh yeah, monster on the loose. Nhảy quá, nhảy quá. Tụi này nó không biết là mày quăng cái súng luôn hay sao á. Không, nó không thấy mày cầm súng. Ờ, không thấy mày quăng súng. Khi kiểu hai cái súng đâu đấy xong lại quăng một khẩu cái đó tưởng quăng thật ạ. Bắt lẹn mặt, bật ngược luôn. Yeah. Rồi hồi đầu ra em thấy ở Sai B, ở Sai C có mình anh Neo. Chỗ em thì có em với ba đồng đội. Bắt đầu ra tự nhiên ba đồng đội chạy qua Linh. Đâu đầu vậy chứ? Kiểu may mà game này có minimap đấy, mấy game đều có minimap thì không biết chúng nó ở đâu luôn. Tại lúc đó đứa gần không có tiêu luôn. Game lừa bà đi. Ồ quá thôi em. Minimap hả? Ồ quá đó. Đừng có minimap để biết đường chỗ nào luôn á. Bại đại à. Ôi, nó còn không cho mình biết chỗ nào là giới hạn của map. Cứ lâu ra là cút. Gì luôn mà. Cam thắt lúc nào ấy nhỉ? Ôi. Má, em quên gắn sạc cái điện thoại á. Ê phật. Thôi, tạm biệt mọi người nhé, hẹn mọi người vào chiều mai. Mọi người, bye bye. Back to ya. Aunque somos tan distintos, yeah. Nos comemos por instinto, yeah. Tú y yo ya vamos por el quinto, yeah. Una como tú no había visto. Voy a comerte toda, toda la noche, baby, tú serás mi loba, loba. Te toco y conmigo tú te mojas, mojas. La cama cuando yo te como toda, toda. Bebecita normal, a esta altura no se puede virar. Subimos una historia perreando en Instagram. Cuando estamos juntos no hacemos viral. Muchos van a tirar, pero nunca les va a dar. Pa' comerte toda, yeah. Como lo hago yo, siéntelo, cógelo y vuélvete loca, yeah. Yo soy quien te explota la nota. Como si combinara boca con whisky en la roca, yeah. Cuando nuestro cuerpo se choca, te muerde los labios con ganas de arrancar mi boca, yeah. De quitarte la ropa, el que necesita una cuenca en la cama la rompa, yeah. Mami, tú estás grandota, ese culo hace que cualquiera se corrompa. Por eso, bebé, yo voy a comerte toda, toda la noche, baby, tú serás mi loba. Comerte toda, yeah. Como lo hago yo, siéntelo, cógelo y vuélvete loca. Aunque
aunque seamos tan distintos. Ey, tú nunca me dejan visto. Bebé, ya vamos por el quinto. Voy a comerte toda, toda la noche, baby, tú serás mi loba, loba. Te toco y conmigo tú te mojas.